Đến với người Hà Nhì, vùng biên giới xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của thiên nhiên vùng Sơn Cước nơi đây. Ngày nay, dù kinh tế phát triển, có nhiều tác động của nền kinh tế thị trường, nhưng người Hà Nhì ở Xín Thầu vẫn giữ được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trước kia, người Hà Nhì ở nhà vách đất. Nay đời sống khấm khá hơn, người dân đã có nhà ốp gỗ, nhưng họ vẫn chỉ dựng nhà vừa đủ ở. Thiết kế, bố trí trong các ngôi nhà đều theo một phong cách giống nhau. Và điều đặc biệt, đó chính là gian bếp. Ngày nay, dù có nhiều thiết bị tiện nghi, nhưng người Hà Nhì vẫn còn giữ bếp truyền thống là bếp củi đắp đất xung quanh. Phía trên đặt hai chiếc chảo to để đun nấu. Trong đời sống thường ngày, hầu hết các sinh hoạt của người Hà Nhì đều diễn ra quanh bếp lửa. Bếp vừa là nơi nấu nướng, vừa là nơi tiếp khách, đồng thời cũng là không gian thờ thần bếp, thần thổ địa. Cũng chính bởi vậy, bếp của người Hà Nhì là không gian linh thiêng và thường gắn với nhiều tập tục kiêng kỵ. Không ai được dẫm chân lên hòn đá, bước qua hay gõ cây que lên đầu thần bếp. Hà Nhì chúng tôi từ trước đến nay phải làm nhà xong phải có một cái nhà bếp, cho nó là cho ngày đi dạo cho nó tốt. Cả con cái ấy cũng là khỏe mạnh, mà nấu ăn, ăn chí, nấu xôi, đấy, cái gì cũng được hết. Bếp nhà Hà Nhì xây là xôi là vì có hướng bắc ở chỗ này mới xây được, rồi chứ hướng tây hướng nào không được, chỉ hướng bắc của nó góc bộ miền này đấy, góc chính của nó là chỗ này đấy. Toàn bộ việc chăm sóc bếp lửa là của các bà, các mẹ, và hầu như chỉ những phụ nữ và người trong nhà mới vào bếp. Bếp không chỉ là nơi nấu chín thức ăn mà còn thể hiện đức hạnh của người phụ nữ. Mỗi sáng, việc đầu tiên của phụ nữ Hà Nhì là nhóm lửa đun nước. Hành động nhóm lửa này mang ý nghĩa chứng tỏ sự chăm sóc cho gia đình. Trong những ngày đầu năm mới, ngày lễ Tết, việc thắp lửa cũng thể hiện sự biết ơn vị thần bếp, sự tri ân đối với tổ tiên. Không gian bếp cũng là nơi những người phụ nữ trong nhà trò chuyện, chia sẻ vui buồn. Cũng bởi vậy, khi khách đến nhà chơi, phải được phép của chủ nhà mới được vào bếp. Cái bếp này là sử dụng lâu rồi, nên là gia đình truyền thống của Hà Nhì là có bếp và nhóm lửa xong mà lên cái chảo với nấu nước, nấu cơm. Đây là thể hiện bản sắc truyền thống của dân tộc Hà Nhì. Thì thể hiện cái ngọn lửa ấm thì ngay trong cái lò bếp của gia đình đấy. Đầu tiên là phải đun sôi nước ấm cho trẻ tắm khi buổi sáng trời lạnh và mùa đông. Còn mùa hè thì vẫn đun nấu bình thường, nhưng mà thường ngày vẫn phải duy trì nấu đổ sôi bằng cái bếp truyền thống của mình. Đấy là mối gắn kết giữa con với cháu, cùng dòng họ gia đình, cùng sinh hoạt chung với một mái nhà. Thì thể hiện cái ý nghĩa của nó là ở trong đấy thì nó bằng cái tình cảm của con người một gia đình. Người Hà Nhì rất coi trọng lề lối, gia phong. Người đàn ông làm chủ gia đình, nhưng phụ nữ vẫn luôn được đề cao, trân trọng. Phụ nữ Hà Nhì ai cũng tần tảo chịu khó thức khuya dậy sớm để chăm sóc gia đình. Đặc biệt, họ rất giỏi may vá, đan lát và thêu thùa. Mỗi người đều có ít nhất hai chiếc nón giang tự đan và hai bộ trang phục truyền thống tự thêu và cắt may. Phụ nữ Hà Nhì luôn mặc trang phục truyền thống trong lao động, sinh hoạt đời thường. Đó là chiếc áo cánh có hai tà dài, quần ống rộng và khăn vấn đội đầu. Trang phục lao động thường ngày của phụ nữ Hà Nhì có màu sắc và họa tiết khá đơn giản. Còn bộ trang phục dùng để mặc mỗi dịp lễ Tết thì có màu sắc sặc sỡ và hoa văn trang trí độc đáo hơn. Phụ nữ Hà Nhì ít đeo trang sức, nhưng họ vẫn luôn nổi bật bởi bộ trang phục được thiết kế điệu đà, bắt mắt, khi di chuyển cho cảm giác uyển chuyển dịu dàng. Chiếc áo của thiếu nữ dân tộc Hà Nhì thật sự sặc sỡ và độc đáo ở phần cổ, viền áo trước ngực có gắn hàng cúc bạc ở ngực trái, xuống
xếp thành hình tam giác, xếp đều xuống phía dưới. Hai bên cánh tay áo, từ bả vai xuống gấu tay áo, có trên 20 chiếc cúc bạc. Đầu đội khăn có thêu hoa văn sặc sỡ. Đường diềm viền của mép áo có thêu màu trị đỏ, xanh, thành hình răng lược, núi cao, núi thấp. Đó là khung cảnh làng bản người Hà Nhì sinh sống. Điều đó chứng minh một điều rằng phụ nữ dân tộc Hà Nhì rất giỏi thêu hoa văn với nhiều loại hình thêu khác nhau. Bộ quần áo Hà Nhì mình rất là quan trọng. Mình không biết không, mình cũng phải ăn hỏi các bà ngày xưa. Mình không biết không, mình phải hỏi các bà khao thế nào. Phải, nếu mà ai mà không có quần áo bộ Hà Nhì này thì mình không được. Kể cả mình đi đâu đi hộp hay là đi đâu mình phải mặc. Mới là ngày lễ ngày Tết mình phải mặc. Trang phục Hà Nhì mang tính xã hội cao vì nó không chỉ dừng lại ở những giá trị vật chất thông thường mà còn biểu hiện tư tưởng xã hội của người Hà Nhì. Trong các ngày lễ Tết, cưới xin, trang phục không đơn điệu mà mang sắc thái rõ rệt, phản ánh những nhận thức về thẩm mỹ, dân gian, tín ngưỡng, đạo đức, ước mơ, khát vọng của con người. Trang phục Hà Nhì còn phản ánh ghi dấu ấn một trình độ cao về thẩm mỹ dân gian. Nghệ thuật tạo hình trong trang phục, nhất là trang phục phụ nữ, là nơi tập trung quan niệm thẩm mỹ, sự hài hòa và là nơi gìn giữ phản ánh đặc trưng tộc người. Màu sắc và nét hoa văn trên trang phục truyền thống được xử lý tinh tế, hài hòa, luôn có sự cân nhắc theo quan niệm thẩm mỹ và tâm lý tộc người. Rồi là nữ trẻ đấy, chưa có trồng chúng ta mở sản xuất hơn. Đấy, mở sản xuất là đủ các loại hoa văn là từ chỗ cái sợi chỉ là bông lên là rất sạch sỡ. Đấy, sau khi là phụ nữ Hà Nhì là chừng là có chồng thì nó sẽ thay đổi cái vấn đề là viền trên tai là có thể là đen xanh. Đấy, là nó thể hiện là người đã có chồng. Đấy, sau khi là những cái ông bà già mà là già đi thì là người ta lại thì là nhà khấn rừng, nhà rừng là có thể đen với là xanh thôi. Nên là sẽ phát hiện là nó sẽ về cả cái vấn đề trang điểm ở trên đầu với là quần áo như vậy là phát hiện được. Trong tín ngưỡng, người Hà Nhì tin vào vạn vật hữu linh, tức là mọi sự vật đều có linh hồn ngự trị. Bởi vậy, họ thường tổ chức lễ cúng tạ ơn các vị thần. Theo truyền thống dân gian, trước khi xuống ruộng gieo lúa, lên nương gieo ngô, người Hà Nhì phải làm lễ cúng bản làng. Bởi vậy, vào ngày thìn tháng 3 âm lịch, người Hà Nhì thường tổ chức lễ cúng bản. Nghi lễ này phản ánh ước nguyện của người dân luôn mong được trời đất phù hộ, cho mưa thuận gió hòa, xua đuổi ma quỷ để người dân yên tâm làm ăn, mùa màng được bội thu. Lễ cúng bản là nghi lễ quan trọng nên cả cộng đồng cùng tham gia. Trong 3 ngày diễn ra lễ cúng, dân bản không được ra ngoài, người ở nơi khác không được vào bản, nên lễ này còn có tên gọi khác là lễ cấm bản. Lễ cúng bản được tổ chức tại khu đất ngay đầu bản. Vật tế trong lễ cúng bắt buộc phải có một con lợn, một con gà. Và trên mâm cúng bao giờ cũng có xôi màu vàng làm từ gạo nếp. Người Hà Nhì quan niệm màu vàng là màu của mùa màng, màu của những ruộng bậc thang, màu của mùa lúa chín. Bởi vậy, người dân làm ra thứ xôi màu vàng được coi là màu đẹp để dâng cúng các vị thần, dâng cúng tổ tiên. Năm nào cũng phải cả bàn tập trung, sau đó là cúng để làm sao là bàn ta là không bị ốm đau, mà là mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Đấy, thế khả năng là phải nhất là các ông thế là người khỏe, người trung bản, chủ yếu là đàn ông là phải đến cái tận nơi đây để mà cúng để cho cả bản mạnh khỏe, lúc nào cũng là đoàn kết. Trong những năm qua, đời sống của người dân Hà Nhì xã Xín Thầu đã được nâng lên, nhưng bà con vẫn giữ gìn những phong tục của cha ông để lại. Các lễ hội của người Hà Nhì có sắc thái độc đáo, mang đậm tính cộng đồng và sâu tính nhân văn. Việc tổ chức khôi phục lại các lễ hội truyền thống không chỉ tạo không khí phấn khởi trong đồng bào, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Trong cái thời gian tới là cấp ủy chính quyền đã tiếp tục sẽ phát huy và gìn giữ những cái bản sắc dân tộc, truyền thống của dân tộc. Xã hội phát triển như dân tộc mình cũng phải duy trì, là phải bảo tồn cái bản sắc của mình, đặc biệt là những cái trang phục ăn mặc của phụ nữ, như cái sinh hoạt ăn ở của người dân cũng phải thay đổi đi. Thế nhưng mà phải vẫn giữ bản sắc dân tộc mình. Nên là nó, mình cũng là không mình cứ theo hướng mà nó hiện đại hơn. Thế nhưng mà mình vẫn không bỏ cái bản sắc của mình để vừa gắn với hiện đại, rồi vừa gắn với bản sắc dân tộc mình. Thì như thế thì mình sẽ không mai một cái bản sắc của mình đi. Những thế hệ người Hà Nhì ở Xín Thầu vẫn đang từng ngày từng giờ nuôi dưỡng và gìn giữ văn hóa của mình một cách tự nhiên nhất. Tự nhiên là bởi vì văn hóa của người Hà Nhì là văn hóa của rừng, là văn hóa cuộc sống đời thường trong mỗi ngôi nhà, mỗi bản. Ở đó, văn hóa truyền thống đã như một sợi dây cố kết cộng đồng và giúp nét văn hóa riêng được lưu giữ hết sức rõ ràng.